Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và các kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn người. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có một chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả, ác báo, ông sẽ chu diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu ấy sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Dụ ngôn tá điền sát nhân, chúng ta cũng hiểu chủ vườn nho là Thiên Chúa, vườn nho là chính dân Israel, các tá điền là các thượng tế, kinh sư, kỳ mục, và các đầy tớ của ông chủ sai đến là các ngôn sứ qua các thời đại. Người con trai là chính Chúa Giêsu. Đó là cái thảm kịch mà người Do Thái nói chung và đặc biệt những người có trách nhiệm thượng tế, kỳ mục, kinh sư trong dân Do Thái đã xử sự với công việc mà Chúa trao cho họ và với Israel được tượng trưng là vườn nho. Khi ông chủ đến sẽ tiêu diệt bọn ác nhân và trao cho người khác. Câu này ám chỉ tới năm 70 là thành Jerusalem cũng như đền thờ bị phá hủy bình địa và không bao giờ xây lại được nữa. Và dân Do Thái đi tản mát khắp nơi. Nhưng mà có hai cái câu quan trọng chúng ta cần lưu ý. Đọc thấy bây giờ chưa? Viên đá thờ thay nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình kỳ diệu, công trình
Thiên Chúa thực hiện trước mắt chúng ta. Sau này qua lời giảng các tông đồ, người ta sẽ hiểu rõ đó, viên đá đó là Chúa Giêsu, và các thợ xây nhà là các thượng tế kinh sư loại bỏ, giết chết. Nhưng mà ngày thứ ba Thiên Chúa làm cho sống lại để dùng vào công trình cứu chuộc lớn lao của Thiên Chúa. Bài học thứ nhất tôi đề nghị với anh xem là tất cả mọi dân, mọi nước, mọi người và từng con người đối với Thiên Chúa đã chính thức tuyển chọn. Ai cũng được tuyển chọn hết, chứ không phải người có đạo không. Tuyển chọn để cho xuất hiện trên mặt đất này. Mỗi người đều có một kế hoạch của Thiên Chúa định sẵn. Mỗi người có một kế hoạch của Thiên Chúa định sẵn. Không một ai không có hết. Và nhất là các Kitô hữu chúng ta. Cho nên dù cái người đó, dù người đó có bê bối tội lỗi, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục kế hoạch của người đó đối với tất cả người khác. Và dù người ta có làm gì đó nữa, thì không ai có thể cản trở được kế hoạch Thiên Chúa đã định liệu. Bằng chứng là Chúa Giêsu Kitô bị dân Do Thái, bị cả loài người giết chết, muốn loại trừ khỏi xã hội, nhưng Thiên Chúa làm cho người sống lại. Và bây giờ Chúa Giêsu phục sinh, có mặt ở khắp mọi nơi, mọi người, mọi chỗ trên trần gian này, để thực hiện công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã giao cho người. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta khi tin như vậy đó, thì trước hết là phải tin rằng cuộc sống của tôi lúc này, dù có tầm thường, dù có nghèo hèn, dù có rốt nát quê mùa, dù sức khỏe có yếu kém hay là tôi già rồi, không, tất cả mỗi người đều có một kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa đang tiếp tục cái kế hoạch đó trên con người, cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không đủ đức tin để thấy cuộc sống của mình tầm thường quá, hay là chẳng ra cái gì hết, chẳng bằng ai cả. Nhưng không có. Đó là cái nhìn tự nhiên. Cái nhìn đức tin cho thấy rằng Thiên Chúa có một kế hoạch kỳ diệu nơi từng con người chúng ta. Câu đáp ca hôm nay nhắc chúng ta hãy nhớ những kỳ công Chúa thực hiện. Những kỳ công đó hãy nhìn vào chính bản thân của mình. Bản thân của mình thấy thường, hay là người khác coi thường mình, đừng quan trọng chuyện đó. Thiên Chúa đã chọn và có một kế hoạch riêng cho mỗi người chúng ta. Cho nên phải cố gắng mà tìm hiểu ý Chúa, mà sống theo điều Chúa muốn, để chúng ta được vinh dự cộng tác và kế hoạch của Chúa dành cho riêng mình, đồng thời cho tất cả những người khác liên quan tới mình. Không có ai là đổ bỏ cả. Đấy, viên thợ xây, viên đá thợ xây loại nhà loại bỏ đã trục trên đất tận ốc tường. Đó là công trình của Thiên Chúa chúng ta. Không phải là người này người kia chọn chúng ta, mà là Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa tình yêu đã chọn mỗi người. Hãy nhớ lại điều đó, để chúng ta luôn luôn được nâng đỡ, được an ủi, được hiên ngang trong cuộc sống. Bất kể chúng ta có thành công ở đời này hay không, có thế này thế kia không quan trọng. Nhưng Thiên Chúa có một kế hoạch riêng cho mỗi người chúng ta. Tôi xin phép trưng ra một cái lời của ngôn sứ Jeremiah. Ai có kinh thánh về nhớ mở ra coi. Jeremiah chương 29 câu 11. Chương 29 đó thì cái tựa đề
là thư gửi người lưu đày. Tức là lúc đó dân Do Thái đang bị lưu đày, chán nản lắm, không còn hy vọng gì nữa, mất mất đền thờ, phá hủy đền thờ, rồi không còn gì. Họ đó đang lưu đày. Nhưng mà sao? Thiên Chúa gửi Jeremia đến để nhắc nhở cho họ. Câu chương 29 câu 11 nói như thế này: chính ta biết các kế hoạch mà ta dự định làm cho các người, sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một hy vọng. Tôi trưng nguyên văn thưa anh chị. Giữa cảnh lưu đày chán nản, không còn hy vọng gì nữa, thì người Do Thái được nhắc nhở rằng Thiên Chúa có kế hoạch với họ. Qua cái chuyện đó, tôi muốn nói rằng với chúng ta, với từng người chúng ta, Thiên Chúa có kế hoạch. Dù mình đau khổ, dù thất bại ê chề trong cuộc sống, dù không thành công ở đời này, không, những cái đó không phải cái quan trọng. Đừng quan trọng những cái đó. Cái quan trọng là Thiên Chúa có một kế hoạch thịnh vượng và yêu thương cho mỗi người chúng ta. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy và sống cuộc sống này vượt qua mọi thử thách. Bây giờ tiếp theo thưa anh chị, câu Chúa nói với người thượng tế kinh sư: nước Thiên Chúa sẽ lấy khỏi các ông và ban cho một dân khác biết nộp hoa lợi. Qua câu này đó, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đã ban nước, Chúa Giêsu sẽ ban nước Thiên Chúa cho một dân mới là cộng đoàn hội thánh. Đây mới là gọi là Israel mới, ban cho tất cả chúng ta. Hay là nói cách khác, tất cả mọi dân mọi nước đều được mời gọi đi vào nước Thiên Chúa. Nhưng mà vì vào nước Thiên Chúa, thưa anh chị em, chưa đủ. Giống như chúng ta chịu phép thánh tẩy rồi đi đạo cũng chưa đủ. Khi Thiên Chúa ban nước Thiên Chúa chúng ta, Thiên Chúa chờ đợi chúng ta cái gì? Chờ đợi chúng ta sinh hoa lợi cho Thiên Chúa. Sinh hoa lợi cho Thiên Chúa ở đây đó, tôi muốn nói thật ra là để trở nên những người đẹp lòng Thiên Chúa. Bí tích thánh tẩy là ơn kêu gọi dứt khoát của Thiên Chúa để chúng ta đi vào nước Thiên Chúa rồi. Bí tích thánh tẩy sẽ trao chúng ta một sứ mệnh phải hoàn thành. Sứ mệnh của một Kitô hữu phải làm sao sống đời Kitô hữu cho xứng đáng để sinh hoa trái tôn vinh Thiên Chúa và đem ơn cứu độ cho nhiều người hơn. Cho nên nguyên việc chịu thánh tẩy rồi đi lễ hướng lễ đọc kinh chưa đủ, Thiên Chúa còn đòi hỏi hơn nữa. Chịu thánh tẩy rồi, đi lễ nước lễ đọc kinh rồi, thì phải thay đổi đời sống. Thay đổi đời sống trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cái đó chúng ta gọi bằng nhiều từ khác nhau, gọi là sám hối hay là hối cải. Và thưa anh chị em, phần trước nó có nói là để đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đối với chúng ta bây giờ đó, mùa thuận tiện đó là mùa chay chúng ta đang sống. Mùa Thiên Chúa cho chúng ta hưởng mùa chay là để chờ đợi chúng ta sinh hoa trái cho Thiên Chúa, chờ đợi chúng ta thay đổi đời sống, đi lễ rước lễ đọc kinh cầu nguyện mới được một phần thôi. Nhưng cái điều quan trọng nhất là thay đổi đời sống. Thay đổi đời sống như thế nào? Tôi nói đơn giản thôi. Theo tin mừng chúng ta đã nghe, ta biết, theo giáo lý chúng ta đã học,
phải trở nên một người Kitô hữu đích thật. Nhưng mà để đơn giản hơn, thưa anh chị, chúng ta có một cách mà sinh hoa trái chắc chắn, và chắc chắn sinh hoa trái và đẹp lòng Thiên Chúa nữa, đó là đến với Chúa Giêsu, ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Gioan: ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Cho nên cái mùa chay, thưa anh chị em, chúng ta đi lễ, rước lễ, đọc kinh cầu nguyện tốt, nhưng mà đi lễ, rước lễ, đọc kinh để ở lại trong Chúa Giêsu Kitô. Mà không chỉ ở lại trong Chúa Giêsu Kitô khi ở nhà thờ, khi đọc kinh, mọi nơi, mọi lúc, ở nhà, đi đường, khi ngủ, khi thức, luôn luôn ở lại trong Chúa Giêsu, sống trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu sống trong mình. Như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng sinh hoa trái, tức là chúng ta được biến đổi trở nên người tốt. Tốt tức là mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Biết thưa vâng với Cha trong mọi sự, biết yêu thương mọi người. Đó là hoa trái mà Chúa Cha chờ đợi nơi mỗi người chúng ta khi ban người con một là Chúa Giêsu Kitô. Khi đi lễ như thế này, thưa anh chị em, chúng ta đón nghe lời Chúa. Đó là lần thứ nhất Chúa Giêsu đến với chúng ta. Rồi lúc trước lễ chúng ta đón mình máu Chúa. Lần thứ hai Chúa đến, Chúa đến trong chúng ta, hòa vào trong chúng ta để ở lại trong chúng ta. Đó là về phía Thiên Chúa, về Chúa Giêsu. Còn phần chúng ta, chúng ta phải ở lại trong Chúa Giêsu thì mới sinh hoa trái được. Cho nên tôi nhiều lần chúng ta nói với nhau rằng phải đem Chúa về trong cuộc sống của mình, phải sống với Chúa trong từng công việc, trong từng gì mọi chuyện xảy ra, từng giây phút. Đặc biệt sống với Chúa trong những khó khăn, những thử thách, những buồn chán, những ê chề của cuộc sống. Hãy sống với Chúa vì chính những cái lúc khó khăn, buồn chán và gặp thử thách như vậy mà chúng ta sống với Chúa là lúc sinh hoa trái nhiều nhất. Chúng ta được mời gọi để giống Chúa Giêsu. Nhân kết luận, thưa anh chị em, mùa chay là mùa sinh lợi cho Thiên Chúa, sinh hoa trái cho Thiên Chúa. Vậy thì mùa chay là mùa chúng ta đến với Chúa Giêsu để Chúa Giêsu ở cho chúng ta và mọi nơi mọi lúc. Nhờ đó từng bước một chúng ta sinh hoa trái, tôn vinh Thiên Chúa và đem ơn cứu độ cho nhiều người.